Lại là C5 anh em ạ. Đợt này mình làm Vin với lại C5 khá là nhiều. Nói chung là C5 nhiều đấy. Đợt này đang có cái giá tốt. Thấy nhiều quý anh chị khách hàng lấy C5 khá là nhiều. Bản Premium mà lăn bánh hơn 800 triệu. Bản Pre. Pre thì nó có 3 bản đi. Nhưng mà bản Pre thường này thì lăn bánh là hơn 800 triệu. Đấy, nhiều anh em bảo vậy. Đợt vừa rồi mình làm một lô C5 này khá là nhiều. C5 thì làm gì đầu tiên? Nhiều anh em lấy xe về thì cũng đang phân vân với tham khảo là không biết là nên độ cái món gì hoặc làm cái đồ gì là nó cần thiết cho xe mình. Thì hôm nay lại là một cái gợi ý cho anh em đang sử dụng xe CX5 hoặc Mazda 3 hoặc CX8 nhé. Đây, thì xe này thì bên mình đang tiến hành dán bộ PPF nội thất. Xe này thì dán PPF nội thất. Bởi tại sao là em lại gợi ý cái món đồ này cho CX5? Bởi vì là dòng CX5 này hoặc là CX8 hoặc CX3 ấy, thì những cái chi tiết ở tay cánh cửa này và chỗ cần số này, đều là các chi tiết bóng. Mà cái dòng này nó cực kỳ bóng luôn, mà nó cực kỳ dễ xước. Anh em nào mà sử dụng xe CX5 hoặc là CX8 hoặc là Mazda 3 rồi thì biết những cái dòng này cực kỳ xước. Anh em chỉ dùng trong vài tháng thôi là các cái tay cánh cửa nó xước. Nhất là chỗ cửa số kìa. Đấy, đây là một cái món đồ cực kỳ hay mà giá thành thì nó lại rất là rẻ. Một cái bộ PPF này nó loanh quanh chỉ có tầm một củ thôi. Là anh em sẽ bảo vệ nội thất cho anh em là lúc nào cũng được tươi mới, không lo bao giờ bị xước, không lo bao giờ bị xuống cấp nữa. Đó là một cái gợi ý cho anh em sử dụng CX5 nhé. Anh em nào cần một địa chỉ dán PPF nội thất uy tín em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhé.